Big Grand International Lê Hoàng Phương Mr. Award bằng mặt không bằng lòng, tương tác gượng gạo. Sau loạt ồn ào trong quá khứ giữa Thùy Tiên, Thiên Ân và chủ tịch Big Grand International, không ít người hâm mộ nhan sắc Việt đã vô cùng lo lắng cho Lê Hoàng Phương khi cô chinh chiến tại đấu trường quốc tế. Còn nhớ ở thời điểm công bố người đẹp Khánh Hòa chính thức trở thành đại diện tham dự Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023, nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo ngại cho hành trình chinh phục vương miện cao quý của nàng hậu. Bởi trước đó, hai đại diện từng góp mặt trong cuộc thi này là Thùy Tiên và Thiên Ân nhiều lần vướng vào ồn ào không đáng có với ngài Nawaz. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, nhìn thấy Lê Hoàng Phương vẫn duy trì sự thân thiện gần gũi với vị chủ tịch Miss Grand, nhất là khi Mr. Nawaz nhiều lần đăng ảnh chụp chung với chân dài sinh năm 1995, thì fan sắc đẹp mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dễ dàng nhận thấy trong những bức hình chụp cùng Lê Hoàng Phương, ông Nawaz đều lộ rõ biểu cảm vui vẻ với nụ cười luôn nở trên môi. Đặc biệt ở một số khoảnh khắc sau từng vòng thi, vị chủ tịch này đều đăng ảnh chung khung hình với nàng hậu Việt Nam. Tương tự, chủ tịch Big Grand International mỗi khi chụp ảnh cùng ông, Lê Hoàng Phương đều rất vui vẻ, thoải mái, tạo dáng như đã quen biết từ lâu. Trước đó, tại đêm chung kết Big Grand Việt Nam 2023, Mr. Nawaz cũng góp mặt và vui vẻ chụp hình cùng với người đẹp Khánh Hòa. Cô nàng từng khiến ông Nawaz bất ngờ bởi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy thuần thục trong buổi tiệc thân mật diễn ra cách đây vài ngày. Cũng tại buổi ăn tối cùng bốn nàng hậu quốc tế và ban tổ chức Big Grand International, Lê Hoàng Phương đã có cơ hội chia sẻ về những câu chuyện cùng sự nhiệt huyết khi đến với đấu trường nhan sắc cấp quốc gia lẫn quốc tế. Tuy vậy, cục diện hiện tại cho thấy Lê Hoàng Phương đang mất đi nhiều cơ hội tốt khi vừa tuột tay giải thưởng trong phần thi phụ mang tên Best in áo dài. Thông tin này lập tức khiến người hâm mộ lo sốt vó bởi từ đầu cuộc thi cho đến nay, người đẹp luôn duy trì thứ hạng ổn định ở các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, mới đây nàng hậu chiến ít đã lần nữa lấy lại phong độ khiến khán giả trầm trồ với khoảnh khắc đá váy cực mượt trong show thời trang Miss Grand International 2023. Cụ thể, ngày 9 tháng 10 vừa qua, show diễn Việt Nam Beauty Fashion Fest 6 Beach World Fashion Show trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 đã diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh. Tại đây, 70 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới lần lượt trình diễn bộ trang phục dạo biển bắt mắt. Trong đó, màn thể hiện cực kỳ ấn tượng của đại diện Việt Nam Lê Hoàng Phương khiến cộng đồng fan sắc đẹp không khỏi suýt xoa. Nàng hậu chiếc ít khoác trên người bộ cánh màu đỏ đen đầy quyền lực. Trang phục được thiết kế hai dây hoa hồng ôm sát cơ thể, kết hợp thêm bra top vải rang tôn số đo vòng một bên ngoài. Đáng chú ý, bộ cánh của Lê Hoàng Phương có form váy dáng dài phủ kín chân được xem là một trong những loại trang phục khó cách quốc nhất đối với người mẫu trên sàn runway. Do vậy, với kinh nghiệm làm người mẫu lâu năm, đương kim Miss Grand Việt Nam 2023 hoàn toàn chinh phục gọn gàng thiết kế này. Bên cạnh đó, nàng hậu còn chiêu đãi khán giả một màn đá váy cực đẳng cấp khi kết thúc tạo dáng ở trung tâm đường băng. Đồng thời, với chiều cao lý tưởng là 1m76, Lê Hoàng Phương giúp trang phục trở nên nổi bật hơn đúng với tinh thần của một người mẫu. Cộng thêm thần thái cách quốc cực đỉnh của mình, người đẹp Khánh Hòa thu về cơn mưa lời khen từ phía cộng đồng sắc đẹp. Sau khi kết thúc show diễn, các ứng viên xinh đẹp đã có buổi gala dinner trên du thuyền để nói tạm biệt với Hạ Long, Quảng Ninh. Hôm nay ngày 10 tháng 10, tổ chức Miss Grand International tiếp tục di chuyển đến Đà Nẵng và tổ chức các hoạt động từ thiện. Riêng đêm bán kết và chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sân khấu hoành tráng và nhiều tiết mục mãn nhãn. Một tín hiệu đáng mừng cho Lê Hoàng Phương và fan sắc đẹp Việt khi cô nàng chính thức góp mặt trong top 5 của bảng xếp hạng Fashion Show. Theo đó, ba thứ hạng đầu tiên lần lượt thuộc về đại diện đến từ Indonesia, Peru và Thái Lan, kế đến là người đẹp Khánh Hòa và Colombia.